Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng nay, tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến quán triệt học tập quyết định số 132/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các hướng dẫn về công khai, kê khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Dự tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo chủ chốt các ban sở ngành, đoàn thể, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, các cơ quan thuộc khối nội chính. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh nhấn mạnh, thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm đến việc ban hành các quy chế, quy định nhằm hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, nhằm ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương. Trong đó có quyết định số 132/2023 của Bộ Chính trị. Do vậy, các nội dung được quán triệt tại hội nghị rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến trách nhiệm chính trị, pháp lý của cá nhân, của cơ quan tổ chức đảng. Đòi hỏi các cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, nhận thức đầy đủ, kịp thời nắm vững các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp mà Trung ương quy định và tỉnh ủy đã cụ thể hóa để vận dụng triển khai thực hiện đúng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững sự đoàn kết thống nhất để xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh. Đồng chí Phạm Hoàng Anh đề nghị sau hội nghị, các địa phương đơn vị tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt cụ thể phù hợp với thực tiễn, tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, kịp thời phản ánh, kiến nghị những khó khăn vướng mắc về các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy cụ thể hóa quy định 132 để thống nhất thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, việc kiểm tra giám sát theo đúng quy định của Bộ Chính trị. Huyện Tam Dương tổ chức hội nghị phổ biến luật phòng chống tham nhũng, các nghị định hướng dẫn thi hành luật phòng chống tham nhũng cho các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn, trường học trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt những nội dung trọng tâm của luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, quán triệt các chuyên đề về thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, các nội dung nghị định số 130/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thông qua hội nghị nhằm trang bị, bổ sung các kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng và kê khai tài sản, thu nhập cho các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn, trường học trên địa bàn huyện. Qua đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương và ý thức tuân thủ pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đoàn thẩm định nông thôn mới huyện Vĩnh Tường tổ chức thẩm định thôn Vũ Di, xã Vũ Di đạt chuẩn thôn thông minh năm 2023. Thực hiện chương trình xây dựng thôn thông minh, thôn Vũ Di đã tổ chức triển khai kế hoạch được nhân dân đồng tình ủng hộ, tham gia hưởng ứng bằng nhiều hoạt động thiết thực. Đến nay, thôn đã đạt 5/5 tiêu chí, đạt 100% nội dung của thôn thông minh. 100% người dân trong thôn có sổ khám chữa bệnh điện tử. Tỷ lệ người trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh đạt trên 90%. Trên địa bàn thôn có một điểm sinh hoạt cộng đồng tại nhà văn hóa và cụm di tích đình chùa thôn Vũ Di đã lắp đặt hệ thống Wi-Fi tốc độ cao phục vụ các cuộc họp, học tập, tra cứu thông tin của người dân. Trên các tuyến đường của thôn đều có hệ thống camera an ninh. Xã Tân Lập có 6 thôn thì 4 thôn được huyện Sông Lô công nhận thôn dân cư, nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là địa phương có số thôn đạt thôn dân cư, nông thôn mới kiểu mẫu nhiều nhất và đầu tiên trong năm 2023 trên địa bàn huyện. Điều đáng ghi nhận việc thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn dân cư, nông thôn mới kiểu mẫu chủ yếu do nhân dân các thôn tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, vật chất và quản lý vận hành. Đây là cổng làng văn hóa thôn Đồng Sinh vừa được nhân dân khánh thành đúng vào dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11. Công trình có tổng kinh phí gần 150 triệu đồng. Số tiền này đều do nhân dân trong thôn đóng góp bằng tiền và người công lao động. Đây chỉ là một công trình trong rất nhiều hạng mục công trình của Bộ Tiêu chí Thôn Dân cư, Nông thôn mới kiểu mẫu do nhân dân thôn Đồng Sinh tự nguyện đóng góp và cùng nhau xây dựng.
thôn nhiều thì 3 tỷ đồng, thôn ít 1 tỷ đồng là chi phí trong quá trình xây dựng thôn dân cư, nông thôn mới kiểu mẫu. Mặc dù còn khó khăn, song nhân dân mong muốn được sinh sống trong môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, con em được thụ hưởng cuộc sống tốt nhất. Kinh nghiệm của thôn Đồng Sinh là sau khi thống nhất, các tiêu chí được nhân dân phân kỳ thực hiện theo từng giai đoạn, từng hạng mục để tránh phải đóng góp số tiền lớn một lần. Vận động bà con nhân dân là đóng góp từng năm một. Ví dụ như là năm thì đổ sân chơi thể thao, đến năm thì tu sửa nhà văn hóa, xây vệ sinh tự hoại, đến năm thì chát tường vẽ tranh. Thế đặc biệt năm nay thì cũng tuyên truyền vận động bà con nhân dân là đóng góp ủng hộ là về cái xây dựng cổng làng. Nhờ có sự chung tay góp công góp sức của nhân dân, đến nay xã Tân Lập đã hoàn thành 17 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Về tiêu chí đường giao thông, chính quyền địa phương cũng đã quy hoạch cắm mốc hành lang và nhân dân cam kết hiến đất đảm bảo đủ diện tích xây dựng đường nông thôn mới được duyệt. Mong rằng nhà nước là tiếp tục coi như vậy là quan tâm đầu tư hỗ trợ, đặc biệt là về các mở rộng các tuyến đường trục thôn, hai nữa là hỗ trợ về xây dựng hệ thống đường điện thắp sáng theo quy chuẩn. Đấy. Ba nữa là có nguồn lực hỗ trợ cho nhân dân về thực hiện cái chương trình dự án nước cấp nước sạch tập trung, bởi vì sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định dừng cái nghị quyết 19 để người dân hưởng lợi về cái chính sách nước sạch thì đến nay là công tác tuyên truyền vận động nhân dân là trong cái là thực hiện là lắp đặt hệ thống nước sạch và cũng còn gặp rất nhiều khó khăn. Cũng mong rằng thời gian tới thì tỉnh tiếp tục quan tâm có cơ chế chính sách nào đó để hỗ trợ cho địa phương, cho người dân trong cái thực hiện lắp đặt hệ thống nước sạch để đảm bảo tiêu chí nước sạch. Với tinh thần của nhân dân là cũng đoàn kết và sẵn sàng ủng hộ hiến đất để mà làm đường, để mở rộng con đường ra cho nó được rộng rãi và bà con cũng thấy là cái đấy nó là một cái rất là hữu ích. Xã Tân Lập phấn đấu trong năm 2024, hai thôn còn lại của xã về đích hoàn thành thôn dân cư, nông thôn mới kiểu mẫu. Với sự vào cuộc của các cấp các ngành, công tác phòng chống dịch bệnh HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, hiện dịch bệnh HIV/AIDS vẫn đang có diễn biến phức tạp về quy mô, hình thái lây nhiễm. Vì vậy, việc đẩy mạnh truyền thông, hỗ trợ các biện pháp điều trị, chăm sóc y tế cho người có HIV là giải pháp hữu hiệu, từng bước đẩy lùi, hướng tới chấm dứt đại dịch HIV/AIDS. Tính đến tháng 10 năm 2023, toàn tỉnh có hơn 4.800 người nhiễm HIV, hơn 2.300 người chuyển sang AIDS và hơn 1.100 người tử vong do AIDS. Công tác điều trị cho các bệnh nhân HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh được thực hiện hiệu quả, giúp họ tiếp tục tham gia lao động sản xuất, hòa nhập với cộng đồng. Các cái tổ chức cộng đồng ấy, tham gia đóng góp trong những lĩnh vực thế mạnh của họ chiếm tới 20-50%. Thì trong đó có phát các cái vật phẩm can thiệp, có bao cao su, bơm kim tiêm, rồi là chất bôi trơn. Ngoài ra họ cũng cung cấp các cái dịch vụ về chuyển gửi, về điều trị ARV cũng như là PrEP. Do vậy với những cái thách thức cũng như là đóng góp của cộng đồng, nhất là giới trẻ thì cũng góp phần trong việc chấm dứt đại dịch AIDS. Nguy cơ lây nhiễm HIV chủ yếu qua đường quan hệ tình dục không an toàn và dùng chung bơm kim tiêm. Hiện nay, nhóm đối tượng nam quan hệ tình dục đồng giới chiếm tỷ lệ cao trong lây nhiễm HIV. Việc truyền thông về giới, đăng ký tự xét nghiệm và điều trị dự phòng phơi nhiễm bằng thuốc kháng HIV, PrEP đang được đẩy mạnh trong tỉnh nhằm kiểm soát, kịp thời ngăn chặn tỷ lệ lây nhiễm. Hiện nay là chúng ta đang dùng cái thuốc kháng virus HIV dành cho những người có nguy cơ cao về HIV mà chưa bị nhiễm HIV. Khi mà sử dụng cái thuốc PrEP này, tuân thủ đúng giờ, đúng cách thì có thể bảo vệ được cái lây nhiễm HIV lên tới trên 90%. Và nếu mà dùng đồng thời kết hợp giữa cả uống thuốc PrEP và dùng bao cao su thì cái tỷ lệ lên đến 100%. Từ ngày điều trị methanol đem lại sức khỏe cho mình rất tốt. Có việc làm, có công ăn việc làm, có thu nhập. Không sợ bệnh tật gì, dây nhiễm HIV phía ngoài xã hội. Hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống AIDS và Tháng Hành động Quốc gia Phòng chống HIV/AIDS với chủ đề Cộng đồng sáng tạo, quyết tâm chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030. Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, mở rộng độ bao phủ các dịch vụ hỗ trợ y tế và điều trị, sớm đẩy lùi dịch bệnh HIV/AIDS. Chỉ sau nửa ngày từ khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bình Xuyên đã điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Token Manufacturing Việt Nam ở khu công nghiệp Thăng Long, Vĩnh Phúc. Công ty trách nhiệm hữu hạn Token Manufacturing Việt Nam phát hiện bị kẻ gian đột nhập lấy trộm các khuôn đúc bằng đồng, dây điện,
trị giá tài sản khoảng 300 triệu đồng. Vụ việc ngay lập tức được trình báo với công an huyện Bình Xuyên. Mặc dù vụ việc xảy ra trong đêm, không có công nhân lao động, thủ phạm gây án hóa trang kín và chủ động xóa dấu vết. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sau khoảng 6 tiếng đồng hồ từ khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Xuyên đã điều tra làm rõ, bắt giữ thủ phạm trộm cắp là Vũ Mạnh Cường, sinh năm 1992 ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Khi công ty xảy ra vụ việc trộm cắp, chúng tôi đã rất lo lắng và ngay lập tức liên hệ với công an Vĩnh Phúc. Chúng tôi đã rất bất ngờ khi chỉ trong duy nhất một ngày, công an tỉnh Vĩnh Phúc đã điều tra làm rõ vụ việc. Chúng tôi thấy rất may mắn và cảm ơn công an Vĩnh Phúc đã tìm ra thủ phạm. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, công an Vĩnh Phúc tiếp tục tạo môi trường an ninh tốt để các công ty nước ngoài có thể yên tâm làm việc tại Vĩnh Phúc. Vũ Mạnh Cường, thủ phạm vụ trộm cắp chính là công nhân của công ty. Đối tượng khai nhận do chơi cờ bạc trên mạng dẫn đến nợ nần nên đã túng quẫn làm liều. Trong thời gian ngắn gần đây thì bản thân tôi cũng đã có chơi cờ bạc mạng. Trong quá trình chơi thì tôi cũng đã bị thua một số tiền nên là đầu óc cũng không được minh mẫn và tỉnh táo. Suy nghĩ ổng bột nên là đã dẫn đến là sự việc như ngày hôm nay. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Xuyên đã thu hồi tang vật vụ án gồm 17 kg kim loại bằng đồng màu đỏ, 40,8 kg kim loại bằng đồng màu vàng. Đối tượng Vũ Mạnh Cường đã bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra theo quy định.